đến bên bầu trời tình mình để biết bao nhiêu dịu dàng như nắng mai hiền cho khóe môi được bình yên dù lại một chút tương tư. Chúng ta lại gặp nhau nữa quý anh chị ơi. Thì hôm nay qua kiển Hùng Thi xin giới thiệu đến quý anh chị cái mặt hàng đó là dừa cạn quý anh chị. Đây, thì dừa cạn dùng để làm gì? Thì thứ nhất, anh chị có thể là treo ở trước cửa nhà mình, ở sân vườn, hoặc là xếp chữ nha quý anh chị. Ở các công viên đồ đó mình xếp chữ. Khi mà nó nở hoa lên như vậy quý anh chị, màu trắng, màu hồng, màu kem, màu đỏ, màu tím, rất là đẹp nha quý anh chị. Tạo cái cảnh quan cho khu vườn của mình và cái căn nhà mình nó nổi bật hơn nha quý anh chị. Thì hãy liên hệ vào số hotline 0918708965 để nhân viên chúng em tư vấn và báo giá cụ thể cho quý anh chị nha. Thì shop qua kiển Hùng Thi chúng em tọa lạc tại số 36 đường DT848 khóm Sinh Nhiên, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Thì anh chị cứ yên tâm mua hàng bên qua kiển Hùng Thi, chúng em sẽ đảm bảo hàng chất lượng cho quý anh chị nha. Đó, nếu mà hàng giao đến tay quý anh chị mà có bị hư hại hoặc là cây bị chết thì quý anh chị vui lòng chụp hình bên cái cây bị hư hại và cái người giao cho quý anh chị. Nếu chúng em xác nhận bên giao hàng nếu mà đúng sự thật thì chúng em sẽ hoàn tiền và đổi mới cho anh chị cái mẫu mới, cái cây mới nha quý anh chị. Cứ yên tâm về vấn đề mua hàng bên qua kiển Hùng Thi nha. Chúng em đang luôn đặt tiêu chí uy tín và chất lượng lên hàng đầu nha quý anh chị. Cứ yên tâm về vấn đề mua hàng đó. Thì hãy nhanh tay liên hệ vào số hotline 0918708965 để nhân viên chúng em tư vấn và báo giá cụ thể cho quý anh chị nha. Đây này, đem về mình sẽ trồng bên bồn chậu đủ quý anh chị, treo trước cửa nhà rất là ok luôn. Và bản thân em là em mua khoảng hơn một chồng chậu, là em treo ở trước cửa nhà mình, ở trên cửa nhà mình 2 chậu và em trồng ở dưới bồn 2 chậu và 2 cặp bên hông nhà mình 2 chậu nha quý anh chị. Rất là tuyệt vời luôn, khi mà nó ra màu á, hoa nè, hoa nó to nè quý anh chị, cánh hoa rất là to đẹp, màu sắc rất là rực rỡ luôn quý anh chị, quá đẹp luôn quý anh chị ơi. Thì hãy nhanh tay liên hệ về số hotline 0918708965 để nhân viên chúng em tư vấn và báo giá cụ thể cho quý anh chị nha. Và đó, ngoài shop hoa kiển Hùng Thi thì chúng em còn có khu vui chơi miệt vườn Happy Land Hùng Thi, tọa lạc tại số 113C khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Thì quý anh chị cứ vào làng hoa Sa Đéc thì mình có thể tới Happy Land Hùng Thi, mình vui chơi, mình giải trí, mình chụp ảnh check in với nhiều tiểu cảnh rất là đẹp nha, trở về với tuổi thơ, với trò chơi dân gian, với các món ăn đặc sản từ Đồng Tháp, sen hồng Đồng Tháp nha quý anh chị. Đó, chúng ta có thể rất là thích thú khi đến làng hoa Sa Đéc nha quý anh chị. Và hãy nhanh tay liên hệ vào số hotline 0918708965 để mua cái dừa cạn này về mình trang trí cho ngôi nhà, cái sân vườn, khuôn viên của mình được lộng lẫy và đẹp hơn nha quý anh chị. Quý anh chị lưu ý là cái dừa cạn này là ship xa không được nha quý anh chị, tại vì nó rất là dễ bị héo quý anh chị. Đó, nó chỉ ship được ở những nơi gần thôi nha quý anh chị, lưu ý giùm em. Rồi, hãy nhanh tay liên hệ vào số hotline 0918708965 nha quý anh chị. Và hẹn gặp lại quý anh chị trong những sản phẩm tiếp theo nha. Bye.